tắt ghê ơi. Đó, rồi, thì máy cắt cỏ Minh Kiệt xin kính chào anh em ha. Tiếp tục là màn hai cảnh một nữa, gặp hai ông thợ nữa. Đó, gặp Duy với anh Cương nghe cô chú. Đó, hôm qua thì em lên clip cái máy là 350, mấy chú gọi quá trời luôn. Nhưng mà chỉ có duy nhất được bán một người thôi nghe. Tại vì em có cái máy hôm qua em lên có một cái à. Clip hôm qua thì được cô chú ủng hộ hết. Thì em cũng rất là vui ha. Rồi, hôm nay là tiếp tục lên đầu máy giá rẻ cho cô chú. Đó, thì đây là thương hiệu Kawasaki. À, Kawasaki TD18, nòng của nó là 30 ly nghe cô chú. Đó, thì khi em bán đồ máy thì em có tặng bố đầy đủ nè, có ốc bố đồ gắn vô cho cô chú. Đó, thì con này thì để bán sau ha cô chú. Bây giờ mình vô giới thiệu bán máy kia trước đi, còn con này thì để một chút tính giá sau. Đó, rồi giờ Duy vô giới thiệu quà tặng cho cô chú. Thì cũng như thường lệ thôi cô chú, cũng có cắn cỏ nè, hai là một sợi dây đeo. Đó, hai món. Thứ ba là cây lục giác 4 để mình dặn tay lái hoặc là đầu bò đó cô chú. Là ba món. Món thứ tư tiếp mở bugi, một đầu mình mở bugi nè, một đầu mình dặn lưỡi dao, một đầu mình dặn tua vít. Đó là bốn món. Này là phụ kiện quà tặng đi kèm nghe cô chú. Còn món thứ năm cô chú được quyền lựa một trong ba này cô chú. Đây là lưỡi dài chuyên cắt cỏ, đây là lưỡi tròn, lưỡi tròn bên em là lưỡi tròn Nhật Bản nghe cô chú, chuyên cắt cây. Thứ ba là lưỡi cước, dành cho cô chú lớn tuổi không dám cắt lưỡi dao thì mình cắt lưỡi cước nè cô chú, rất là an toàn luôn, hoặc mình phát trong vườn trái cây á. Cái ổ cước đó để tập cho mấy chú lớn tuổi tập cắt đó mấy chú. Đó, cắt trong vườn trái cây thì nó không phạm vô cây của mình. Đó, ví dụ như cô chú lấy lưỡi dài nè, đủ 5 món, không có thêm tiền. Mà muốn mua thêm lưỡi cước là thêm em 50.000. Muốn mua thêm lưỡi tròn cũng là 50.000 nghe cô chú. Đó, tổng combo 3 lưỡi như thế này là thêm em 100.000. Đó, ví dụ như một lưỡi là tặng ha, cô chú lấy một lưỡi là tặng, còn lấy hết 3 lưỡi là thêm 100.000. Đó, rồi, giới thiệu mấy món phụ kiện bán kèm luôn chị ơi. Ở bên em thì có trang bị bơm nước nè cô chú, tu hít bơm nước. Đó, tu hít cải tiến nghe cô chú. Đó, lên nước rất là mạnh luôn. Đó, chất liệu làm bằng từ inox. Đó, mình dạ tháo cái lưỡi dao ra rồi mình bắt vô đầu bò gì nè cô chú. Đó là mình tưới nước. Đó, là giá là 150.000. Rồi 150k ha, bơm nước inox. Rồi ở bên em có thêm trang bị gom cỏ nè cô chú. Đó, dành cho cô chú nhà có nuôi trâu nuôi bò. Đó, mình cắt mình gom gì nè cô chú. Cắt lúa được không Duy? Cắt lúa được luôn anh ơi. Ừ, cắt lúa được luôn. Đó, chất liệu làm bằng kẽm nha cô chú. Đó, 90k bao phí ship tặng theo máy. Rồi 90k bao phí ship nha cô chú ơi. Ở bên em có trang bị nhớt luôn nè cô chú. Đó, dầu nhớt pha xăng mê công lút hai thì. Đó, dành cho máy cắt cỏ, máy hồ lá với máy cưa. Đó, 1 lít nghe cô chú. Đó, là 100k. Đó, nó có cái cống lượng nè cô chú. Ở 1 lít xăng thì cô chú pha giùm em là 80ml nhớt. Đó, 100k. Rồi vô bán máy luôn chứ anh, tốc độ luôn. Bữa nay lên máy đẹp đẹp không nghe cô chú, bữa nay tiễn không ạ. Đầu tiên đến từ thương hiệu là Makita 20cc, lòng là 30 ly, sử dụng bình xăng Wambago siêu tiết kiệm xăng, le đỏ tự động. Ở bên em là không nhận cọc trước nên em quay từng chi tiết, không có dấu điểm nào hết đó cô chú, nên cô chú cứ yên tâm. Cần gì đầu bờ gì cắn cỏ thì em gắn sẵn ra giữ ha, ra giữ. Đó, cái này được trả lời cô chú. Rồi tắt dê. À, kéo lại cái cho cô chú coi nè. À, dành cho cô chú lớn tuổi với các cô nữ. Rồi tắt dê. Máy siêu nhỏ gọn nghe cô chú. Đó, đang nặng nó hơn 3 kg.
dành cho những cô chú lớn tuổi ha. Đó, mới tập cắt mà nhà cỡ 5 công đất vườn thì đó là chốt con này ha cô chú. Rồi hôm qua là tới ký hiệu A mấy hay gì? Như là A10, A12, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18. Này A19. Rồi con này là A19 cô chú ơi. A19 là thương hiệu Makita. A19. A19 là giao lưu với cô chú 1,2 triệu. Đó, chỉ 1,2 triệu là cô chú sở hữu được một con máy Nhật ha. Ghi ngày vô luôn với em. Ngày 28 tây tháng 8. Đó, bữa nay là 28 tháng 8 nha cô chú. Nhớ là chốt nhắn qua Zalo cho em ha. Chốt là máy nào cũng vậy, nhớ chốt là nhắn tin, ví dụ như chốt mã A19 giá 1,2 triệu ngày 28 tháng 8 là nhắn hết giùm em vậy ha. Tại vì ngày nào em cũng lên rất là nhiều clip sợ lộn á cô chú. Rồi, con máy số 1 giá 1,2 triệu. Đó, 1,2 triệu là sở hữu được máy Nhật kìa ha. Nghe tiếp. Rồi đến từ thương hiệu là Xin Đây Qua. Đó. Hàng hiếm đó cô chú. Xin Đây Qua Shot. Đó, Xin Đây Qua Shot, hàng hiếm đó cô chú. Này là thương hiệu của người Nhật sản xuất cho người Nhật xài ha. Đó, cũng sử dụng bình xăng qua mg 2 kim. À, qua mg 2 kim. Này cô chú coi cái nòng lốc nó sáng nè. Cái nòng nó có dập nổi chữ Xin Đây Qua luôn nha cô chú. Trong đây nè. Đó. Nè, bô bao sáng, bao đẹp luôn nè. Em này là nòng 32 ly nha cô chú. À. Con này là công suất nó là 220, nòng là 32 ly. Đầu quà xịn xò luôn ha. Trắng cỡ dịch. Đó, cần Xin Đây Qua. Rất là chuẩn nha cô chú. Nghe tiếng nó lực nè cô chú. Rồi tắt đi. Đó. Con Xin Đây Qua này thì dành cho những cô chú nào nhà có 20 công đất hoặc là nuôi 20 con bò. Đó, 20-30 công đất gì là em bao ha. Nói chung là nhà cô chú chưa từng sử dụng mấy cái cỏ thì cứ gọi trực tiếp em tư vấn cho ha. Nói con này thì phù hợp với cô chú là 20-30 con đất đó. Rồi báo giá luôn vậy. Rồi này là ký hiệu là A20. Rồi A20 con này là giao lưu với cô chú là giá 1,7 triệu ha. Nó chỉ 1,7 triệu là sử dụng được mấy Nhật ha. Em bao phí ship nè, tặng đủ phụ kiện, bảo hành cho cô chú là 3 tháng. Đó, thường thường là máy Nhật bãi người ta không bảo hành đâu. Nhưng mà bên tụi em là bán em máy lựa, máy tiễn nên tụi em bảo hành bình thường cho cô chú ha. À, rồi. Rồi, kế tiếp là đến từ thương hiệu là Estin. Estin là 2003 cô chú. FS 2003. Nòng của nó là 32 ly. À, thương hiệu này là thương hiệu của Đức nha cô chú. Đó, Estin, cô chú nào có sử dụng cưa xích đó, nó thương hiệu Estin này nè, là hàng đẳng cấp nha cô chú. Nhưng mà em này là siêu đẹp nha. Đó, cô chú nào từng sử dụng máy Estin rồi biết ha. Đức nhập qua Nhật, Nhật xài thì cô chú biết là Nhật mà còn xài hàng của Đức thì cô chú biết rồi ha. Đó, con này là can xe ben luôn. Nè, đó, bình xăng ốc còn 7 màu nữa cô chú. Bên em là cam kết là máy gin nha cô chú. Tất cả máy gin, đồ là gin hết nha. Tới nơi thì cô chú cứ được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho shipper ha. Đó. Không phải nếu mà không phải hàng gin, không phải hàng của Đức nhập Nhật thì em tặng cho cô chú luôn. Đó, cô chú còn cái đế bình xăng nè. Đó, còn len keng luôn ha. À, trong lốc máy có dập nổi mạch in da băng, mạch in da bon gì tùm lum trong đây nè cô chú. Đó. Em bao ha. Đó. Rồi, tay lái thì sử dụng tay lái ga giữ. À. Đầu bò gin. À. Rồi test máy luôn Duy ơi. À, máy chạy đẳng cấp ha. Mà nghe nó thì thầm nè cô chú. Rồi tắt đi Duy ơi. Nè giật lại cái nè. Đó, siêu nhạy ha. Tắt nè.
giật nè. Rồi tắt về. Con này cơ cân nặng nó cỡ khoảng nhiêu gì? Cũng hơn 3 kg vậy này. À, khoảng hơn 3 kg nghe cô chú. À, dành cho những cô chú lớn tuổi ha. Cần xài máy mạnh thì chốt em này ha. Con này thằng VIP nha. Ký hiệu là A21. A21. Đó, em này là giao lưu với cô chú 1 triệu 9 ha. 1 triệu 9. Đó, rồi. Tiếp tục nữa nha. Kế tiếp là đến từ thương hiệu là Makita. À. Makita 264. Lòng là 34 ly. À, cũng sử dụng bình xăng qua MG, siêu tiết kiệm xăng. Chụp giật trợ lực nè cô chú. Này chụp giật trợ lực lớn nha cô chú. Đó, chỉ nắm kéo dở lên con dây lên là chạy đó. À, bô đồ còn sáng nha. À, đồ đạc thì bên em quay rất là kỹ, tại bên em không nhận cọc trước nên bên em quay rất là kỹ cho cô chú ha. Nên cô chú an tâm. Khi đặt hàng thì bên em là không nhận cọc trước nên cô chú cứ an tâm. Đó, em quay rất là kỹ nè. Đó, đầu bò ghim ha. Cần ghim. Đó, tay lái ghim ra giữ. Đó, tay lái đó bằng sắt nên nó hơi xét xét nha, nhưng mà bao chắc nha cô chú. Tay lái đó là bao chắc luôn á. Đó, nắm dở lên là chạy ha. Đó, nồng 34 ly mà cô chú thấy giật ha. Nè. Con này là 264 nồng 34 ly nghe cô chú. Thương hiệu Makita. Rồi tắt dây. Rồi nắm dở lên lại nè. Đó. Bao khoe ha. Rồi tắt dây. Nắm dở lên lại nè. Đó. Dở lên là chạy nghe cô chú. Nhà cô chú cỡ 50 con bò, 50 con đất thì chốt con này ha. Rồi tắt dây. Đấy. Bao cho cô chú luôn. Ký hiệu là A22. A22. A22 giao lưu với cô chú 1 triệu 8 thôi cô chú ơi. Cái vỏ nó hơi xấu ha. Thường thường là mấy con này là hơn 2 triệu không nè. Nhưng mà cái vỏ nó thấy nó hơi, cái màu xanh nó hơi sậm sậm, nhìn thấy nó hơi xấu xấu. Thôi giao lưu với cô chú là 1 triệu 8 luôn. Đó. Thường thường cô chú nào có theo dõi kênh em biết ha, mấy con này là từ 2 triệu cho lên không đó. Nhưng mà chất máy thì con này cái vỏ xấu nhưng mà chất máy là bao ha. Rồi kế tiếp là đến từ thương hiệu là Mitsubishi. Tên là 23. Lòng là 30 ly nha cô chú. 23 lòng 32 đi chứ ơi. Lộn hả? Rồi Mitsubishi tên là 23 lòng 32 ly nha cô chú. Đó, thương hiệu đẳng cấp của hàng Mitsubishi ha. Đây, lóc có dập nổi made in Japan đây nè cô chú. Đó, hàng đẳng cấp của Mitsubishi ha. À, cô chú nè, coi nè. À, phấn, cái lóc máy còn phấn luôn nè. Đó, nhìn thấy VIP ha. Đó, đồ đạt bao chuẩn nha cô chú. Cái này được tin dời nè cô chú. Nhà cô chú nào có bình xịt thuốc á. Đó, số sẽ ghi rõ nét ha. Đó, cô chú có bình xịt thuốc hay là muốn chế xe đạp gì đó. Muốn chế cháo gì đó là tùm gời là mình chế được ha. Ta lấy ghim. Cần ghim, chào bò ghim. Đó, mình sử dụng tùm gời với tùm liền thì nó không khác nhau gì hết. Nhưng mà muốn chế thì mình cần cái tùm gời để mình chế ha. Đó. À, cái lốc máy còn phấn luôn nè cô chú. Đó. Rất là đẹp ha. Rồi test nổ luôn ghi đây. Thì thầm nó đã là cô chú. Đó, thì thầm ha. Ti này cô chú bao chuẩn nha, con này còn quá đẹp. Rồi tắt dây. Đó, nắm dở lên cái gì. Mấy con này là siêu nhạy hay cô chú. Rồi tắt dây. Đó, thương hiệu Mitsubishi đẳng cấp nhất trong dòng máy cắt cỏ ha. Rồi báo giá luôn, con này còn cứng lắm nha cô chú. Đó. Rồi con này là con cuối cùng là con gì gì a mấy a 22
A22 cô chú ơi. Này A22. A23 này. 22 23. 23. 23. A23. À, con này là giá 2 triệu chẵn nha cô chú. À, 2 triệu chẵn ha. Rồi cái cuối cùng là cái đầu nổ cô chú ơi. Đó. Đó, hàng VIP trong ngày hôm nay nha. Rồi, test nổ luôn chứ ơi. Test nổ cái này hay giới thiệu. Nghe lâu lâu rồi nghe mấy tiếng máy này đã lắm. Chú nào có chế xe đạp mà nghe cái tiếng này đã lắm cô chú. Rồi tắt đi ơi. À, cái bố đâu rồi Di? À, máy có tặng bố đàng hoàng nghe cô chú. À, quay vòng đi rồi báo thương hiệu rồi báo tất cả trong máy đi. Rồi đây là thương hiệu Kawasaki nghe cô chú. TD18 nồng là 30 ly nghe cô chú. Đó. Sử dụng chế quả gà. À, đây có chữ gia văn trên cái chế luôn nè. Đó, trên bình xăng con này giống cái bình xăng con xe Honda luôn ha. Nè. Đó, có chữ gia văn nè. Đó, đồ đạt chuẩn nha cô chú. Cái này là đời nội đồng có đá ha, vòng vòng bằng sắt không à cô chú ơi. Đó, tất cả là bằng sắt hết luôn ha. Rồi báo giá luôn Duy ơi. Có chế xe đạp đó, chế bình xăng là chốt con này ha. A24. Rồi. 350. Đó. Có chế xe đạp ở máy máy xăng chạy dưới sông rồi đó. Là chốt con này ha. A24 giá 350, tặng bố đi kèm đàng hoàng ha. Về cô chú muốn chế gì chế. Còn nhà có cần sẵn thì về gắn vô là cắt cỏ ha. Bữa nào cũng lên máy này mấy chú dặn quá trời dặn luôn. Để bữa nay chút nữa kiếm máy lên nữa cho cô chú ha. Rồi. Rồi thì cuối clip thì em xin chân thành cảm ơn cô chú ha. Cảm ơn cô chú đã theo dõi hết clip của ba thằng em ha. Đó. Rồi thì cô chú có cần lựa máy gì đó thì cứ liên hệ Cương ha. Đó, Cương bên đây. Còn Duy bên đây. Đó. Hổng gài mới lên được 3-4 ngày cô chú ơi. Nhắc lại cho cô chú nhớ tên ha để. Rồi chào đi. Chào cô chú. À, hẹn gặp lại cô chú vào tiếng hồ nữa tiếp theo. Rồi giờ tiếp tục lựa máy cho cô chú nè. Rồi lựa nữa Cương ơi.